Hôm nay mình ra đồng mình cho cá nó ăn nha cả nhà. Đây là cái xô cám nè, mình ra mình thăm câu luôn nè. Dính được con cá tai tượng cả nhà ơi. Trời, nó mạnh ghê ta, nó tung rồi. Cá chà bá luôn ha cả nhà. Cá tai tượng chàng này cũng còn nhỏ cả nhà ơi. Tối mình cắm với nhũi, bắt được con với nhũi mình cắm. Cứng dữ ta. Nó chạy cái lưng nữa này. Quá chừng cá mập lúc luôn. Cái dải này nó mọc ngược ta, mọc không ngang mà nó mọc xuống. Rồi cá bự đã ghê. Đây cái nhà xem rõ chưa, dính đất hay dơ. Cá này mình nuôi thả nó dũng cũng được một năm mấy rồi, 2 năm có cả nhà, 2 năm mà nó bự cái này. Này cá này rồi bự cái chảo mình mới bắt, con này còn cá này còn nhỏ nên mình thả cả nhà ơi. Nó trầy nó dĩ vậy. Quá đã luôn. Cắm cá lóc mà dính cá tai tượng này. Mình lấy cá mình cho cá nó ăn nha.